Chào các bạn. Hôm nay mình làm cái video này là nói về cái việc xin tiền mua nhà ở Đức. Thì hiện tại á, có rất là nhiều quỹ để cho tiền để các bạn mua nhà ở Đức. Họ một phần có thể là họ cho, một phần có thể là họ hỗ trợ các bạn. Do có nhiều quỹ cho nên là mình làm thành các bài khác nhau. Cái video này là mình làm bài số 1. Đấy là mình tập trung vào cái việc đó là nói về xin tiền Baukindergeld Kindergeld và Baukindergeld Plus. Thì Baukindergeld Kindergeld thì các bạn sẽ được cho các bạn, dù các bạn là ở trong khắp nước Đức ha, các bạn ở đâu thì các bạn cũng được cho là Baukindergeld Kindergeld. Tuy nhiên còn cái Baukindergeld Kindergeld Plus nữa thì các bạn chỉ được cho khi các bạn ở Bayern thôi, ở cái bang Bayern thôi. Đó. Thì mình nói cái phần đầu tiên là về nói về cái bao Kindergeld cho trẻ em ở cho các gia đình ở trên toàn nước Đức, trên khắp nước Đức. Thì cái điều kiện mà các bạn xin được cái khoản tiền này đó là các bạn cần phải có nhà, phải có em bé. Nếu như các bạn nhà không có em bé thì không xin được cái khoản này. Nhà phải có em bé là nếu như một nhà có em bé ở đây thì thứ nhất kể cả các bạn là mẹ đơn thân hay là bố đơn thân gì cũng có thể xin được cái này. Các bạn cũng có thể là một cặp đôi của nhau chưa phải là vợ chồng, chưa kết hôn, chưa có giấy tờ gì chứng nhận cả. Điều này là không quan trọng. Mà quan trọng là gì? Các bạn có em bé và các bạn ở chung với nhau trong một nhà. Thì cái việc đấy là việc quan trọng. Để đây là họ hỗ trợ, đây là tiền cho em bé. Chứ bạn nói là nếu như mà mình mẹ đơn thân là không có đáp ứng, không đủ tiêu chuẩn là không đúng ha. Thì đấy không chính xác. Tuy nhiên, cái thu nhập của các bạn ở đây đó là phải dưới 90.000 euro trong vòng một năm. Nếu như bạn có thêm một em bé nữa, hai em bé hay là ba em bé hay là bốn hay năm hay sáu gì tùy. Các bạn cứ tính thêm, cứ một em bé như vậy họ sẽ tính thêm là 15.000. Và điều kiện đây là gì? Các bạn mua nhà này á, thì đây là phải là ngôi nhà đầu tiên của các bạn. Chứ không phải là bạn mua ba bốn ngôi nhà đây các bạn vẫn xin tiền bao kia này không có ha. Và nhớ bé của các bạn đây là phải dưới 18 tuổi mới được. Chứ những bé đạt trên 18 tuổi thì các bạn sẽ không được ha. Bởi vì có rất là nhiều gia đình đã sang đây từ Đức từ lâu lắm rồi. Tuy nhiên là từ thuê nhà. Nhưng bây giờ con cái lớn hơn cả rồi. Như bố mẹ thì lại muốn mua một ngôi nhà. Thì cái đối tượng đấy thì sẽ không có phù hợp nha. Trẻ em của các bạn là phải dưới 18 tuổi. Là khi các bạn mua nhà, có thể là nhà mới xây hay là cái nhà bạn mua, thì các bạn xây mới hoặc là mua lại ha, thì các bạn phải nộp hồ sơ sau khi các bạn vào nhà ở trong vòng 3 tháng thì bạn mới nộp hồ sơ được. Nếu như các bạn đã ở quá thời gian này rồi thì cái điều này không còn hiệu lực nữa ha, các bạn không nạp được. Các bạn hỏi thế thì hồ sơ lấy ở đâu? Thì tất cả mọi hồ sơ, mọi giấy tờ các bạn khai thông tin và nộp hồ sơ tại cái link của cái trang web KFV. Đây là cái đường link của trang web mà mình gửi cho các bạn xem ở đây. Thì cái đường link này hiện tại các bạn xem trên video. Tí nữa thì mình sẽ để ở dưới cái phần mô tả của video, các bạn có thể trực tiếp lấy cái đường link này ở trong cái phần mô tả của video ha. Các bạn xem ở trong đấy. Thì đây là cái phần mà bạn cần làm hồ sơ. Thì nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến cái vấn đề Baukindergeld game này thì các bạn gọi điện thoại đến cái số là 0800 539 9006 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 18 giờ tối. Các bạn nhớ là chỉ những ngày làm việc bình thường nha, còn ngày lễ nghỉ thì họ không làm việc nha. Thì như các bạn biết đấy, thì cái khoản tiền mà họ hỗ trợ cho các bạn đó là mỗi một em bé, mỗi một trẻ em thì sẽ được hỗ trợ là 12.000 trong vòng 10 năm. Nếu như các bạn có hai trẻ em thì sẽ là nhân 2 lên sẽ bằng 24.000.
Nếu như các bạn có 3 trẻ em thì nhân 3 lên thì sẽ bằng 36.000. Và nếu như có 4 trẻ em thì nhân lên 48.000. Và nếu như là 5 thì các bạn cứ nhân lên 5 lên ha. Thì cứ một trẻ em bé như vậy là 12.000 nhân 5 lên sẽ thành 60.000. Như vậy thì các bạn khoản tiền này các bạn được hỗ trợ ở đây là hỗ trợ cho trẻ, họ cho trẻ em, họ cho các em bé. Thì cái số tiền đấy các bạn có thể sử dụng được ha. Cái phần thứ hai chuyển sang đấy, cái phần này là phần bulk kindergarten blues. Cái phần này những bạn nào mà ở các thành phố tỉnh bang khác không ở trong cái bang Bayern thì các bạn sẽ không có được, mà cái bulk kindergarten blues này chỉ dành cho những người ở bang Bayern thôi. Mình rất là thích cái điều này và mình rất là thích cái bang Bayern bởi vì những cái chính sách của họ. Thứ nhất, nếu như bạn muốn có bulk kindergarten blues này này thì các bạn phải có giấy xác nhận đã được bulk kindergarten rồi, tức là họ đã đồng ý, họ đã chuyển tiền cho các bạn rồi, có những cái xác nhận đấy được rồi thì các bạn mới được nộp hồ sơ xin cái bulk kindergarten blues này. Nhớ nhắc lại nha, nếu như các bạn chưa có bulk kindergarten thì sẽ không xin được bulk kindergarten blues, mà có bulk kindergarten rồi thì sẽ xin được bulk kindergarten blues đó. Nhưng mà phải đưa cái những cái giấy tờ đã họ đã đồng ý cho bạn rồi ha. Thêm cái điều kiện tiếp theo đó là bạn phải sống hoặc là làm việc ở bang Bayern ít nhất là 1 năm. Nhớ là ít nhất 1 năm nha, các bạn mới tới thì chắc là không được đâu nha. Cái tiếp theo đó là các bạn cũng phải nộp hồ sơ khi các bạn ở vào nhà ở trong vòng 3 tháng. Bởi vì nếu như các bạn sau cái khoảng thời gian này thì các bạn sẽ không có được nữa. Chú ý thật kỹ nha. Bởi vì nhiều người không biết cái khoản tiền này cho nên họ không có xin cái khoản tiền này. Vậy thì các bạn cũng lại hỏi mình là cái hồ sơ nộp ở đâu, thông tin lấy ở chỗ nào. Thì tất cả mọi thông tin các bạn đều nộp hồ sơ ở cái trang mà Bayern Labo này, cái trang web này. Thì cái đường link của trang web này mình sẽ gửi luôn ở trong cái phần mô tả ở bên dưới, thì các bạn vào có thể xem ha. Và nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến cái bulk kindergarten blues thì các bạn liên lạc theo số cái điện thoại là 08 00 30 50 701 và liên lạc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần từ 8 giờ đến 18 giờ. Nhắc lại, những ngày lễ thì họ sẽ không có làm việc ha. Bên cạnh đó, các bạn có thể viết email. Nếu như các bạn không nói chuyện với người ta được, các bạn có thể viết email cho họ theo hai cái email như sau. Các bạn nhìn thấy ở bên dưới này, thì tất cả những cái thông tin này mình sẽ để ở dưới cái phần mô tả cái video. Các bạn có thể xem ở cái phần mô tả video để thấy những cái thông tin này, nếu như các bạn có những cái câu hỏi liên quan đến cái vấn đề này. Và đây là cái bảng cho mọi người biết được cái số tiền mà bulk kindergarten và bulk kindergarten plus. Cái cột đầu tiên ở bên tay trái này các bạn nhìn thấy ở đây, đấy là cái cột là bulk kindergarten plus của bang Bayern. Nếu như các bạn có một trẻ em thì các bạn sẽ được cho là 3.000. Nếu như các bạn có hai trẻ em thì các bạn được cho 6.000. Nếu như các bạn có 3 trẻ em thì các bạn cho 9.000. Nếu như các bạn mà có 3 em bé mà không biết đến cái khoản tiền bao kindergarten blues này thì các bạn đã mất 9.000, rất là đáng tiếc ha khi các bạn mua nhà. Hay là nếu như các bạn có 2 trẻ em mà cũng không biết thì các bạn mất 3.000, rất là đáng tiếc. Khoản tiền này rất là lãng phí ha. Thì cái khoản tiền mà các bạn xin được trước đó là của bulk kindergarten của cái toàn bang nước Đức, thì nếu như các bạn có một trẻ em thì sẽ có 12.000 euro, xin được 12.000 euro. Hai trẻ em thì là 24.000 và ba trẻ em là 36.000. Nếu như các bạn có nhiều hơn thì các bạn cứ thế tính thêm ha, tính thêm. Và cái số tiền tổng Gesamt ở đây, nếu như một trẻ em mà xin được cả cái bulk kindergarten và bulk kindergarten plus thì sẽ được 15.000.
và hai trẻ em là 30.000, và nếu như có ba trẻ em thì xin được tổng cộng tất cả là 45.000. Cái này là mọi thứ nó có trên mạng, cái này mình không có nói suông cái gì cả, các bạn chỉ cần lên là các bạn nhìn thấy rồi. À, thì đấy là những cái thông tin mình cung cấp cho mọi người. Thì trong cái quá trình mà mình làm video thì mình có đôi lời và mong muốn được các bạn thông cảm. Đây là thứ nhất, là mình làm video này là mình mong chia sẻ được thông tin về việc này đến với nhiều người đang cần nó thôi. Tức là nếu như các bạn không cần nó thì các bạn đừng có xem, bởi vì nó không có, nó phí thời gian của các bạn, nó sẽ không không giúp được gì cho các bạn nhiều. Cái thứ hai đó là về cái mặt kiến thức của mình là hoàn toàn có giới hạn, bởi vì mình không chuyên cái mảng này, mình không làm việc để kiếm tiền đến cái mảng này, cho nên kiến thức của mình có giới hạn. Mình biết đến đâu thì mình chia sẻ đến đấy với mọi người. Cái bài chia sẻ của mình á, vì thế do mình không có kiến thức đầy đủ chuyên sâu cho nên là có thể thiếu các chi tiết cần thiết. Cho nên nếu như các bạn thấy mình thiếu ở chỗ nào thì các bạn làm ơn hãy bổ sung thêm cho mình, hoặc là thấy mình sai ở điểm nào thì hãy giúp mình chỉnh sửa những thông tin đó để cho những người sau tới họ biết được và họ có thể tránh được những cái lỗi sai đấy, và họ làm việc một cách hiệu quả hơn, họ làm hồ sơ thuận lợi hơn. Thì mong các bạn thực sự chia sẻ giúp. Và cái cuối cùng, có thể là các bạn có rất là nhiều câu hỏi khác liên quan đến những cái vấn đề này, hay là những cái vấn đề khác mà mình hoàn toàn không thể trả lời được, bởi vì là mình không có thông tin, mình không có đủ thời gian để trả lời cho các bạn. Thì cái việc đấy mình mong các bạn thông cảm và chia sẻ giúp mình, bởi vì mình cần mọi người ủng hộ để mình có tiếp tục có động động lực để mình làm các video về chủ đề khác để mình chia sẻ, tiếp tục chia sẻ cho mọi người. Cho nên mình rất là mong các bạn góp ý cho mình. Nếu như mà các bạn thấy cái video này hơi hữu ích thì các bạn bấm like cho mình một cái để hỗ trợ mình, để khuyến khích mình làm. Còn nếu như các bạn thấy mình làm dở quá thì các bạn có thể là bấm vào bên tay trái cái nút tên nói là dở quá chẳng hạn, thì mình sẽ rút kinh nghiệm được. Nếu như được thì các bạn chia sẻ mình luôn là mình dở ở điểm nào, các bạn comment vào cái video của mình thì mình sẽ rút kinh nghiệm cho những cái video lần sau mình sẽ làm tốt hơn. Mình rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi đến những cái giây phút cuối thế này ha. À, mình sẽ dừng cái video ở đây và mình sẽ tiếp tục làm những cái video khác liên quan đến cái những cái quỹ và cái khoản tiền tiếp theo những lần sau ha.